Xin kính chào quý vị và các bạn, mình là Nguyễn Minh Diệp, tư vấn bán hàng của đại lý Mitsubishi Bắc Ninh. Trong thời điểm hiện tại, Mitsubishi đang có rất nhiều chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho tất cả các dòng xe của Mitsubishi, đặc biệt là chiếc xe 7 chỗ gầm cao và không thể thiếu được của Mitsubishi, đó chính là Mitsubishi Xpander. Xpander 2023 hiện tại có 4 phiên bản. Xpander MT là bản số sàn, Xpander AT Eco là bản số tự động tiêu chuẩn và Xpander AT Premium bản số tự động cao cấp và bản nâng cấp Xpander Cross. Phiên bản MT số sàn có giá là 555 triệu đang được giảm giá còn 545 triệu, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cùng với gói phụ kiện chính hãng. Lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 626 triệu. Tại tỉnh là 598 triệu, trả góp các bạn có thể chuẩn bị tài chính khoảng 160 triệu. Phiên bản Xpander AT Eco có giá 588 triệu, giảm giá còn 570 triệu, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói full phụ kiện chính hãng. Lăn bánh Hà Nội là 670 triệu, tại tỉnh là 640 triệu. Tiếp theo là phiên bản hot nhất của Xpander, Xpander AT Premium với mức giá niêm yết là 648 triệu với chương trình khuyến mại cực tốt, giảm ngay tiền mặt còn 626 triệu và tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng gói full phụ kiện chính hãng. Lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 745 triệu, tại tỉnh là 720 triệu. Để biết thêm thông tin chi tiết và chương trình khuyến mại cụ thể, quý khách hàng và các bạn có thể gọi điện đến số hotline trên màn hình và nhắn tin hoặc nhắn tin vào Zalo để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.